Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 29 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, trong đó có khu vực làm việc của công an xã. Chia sẻ với gia đình các cán bộ, chiến sĩ về sự mất mát, đau xót này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh. Gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng công an nhân dân sớm vượt qua nỗi đau này. Thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động chia sẻ, hy sinh giữa thời bình, Thiếu tá Hoàng Trung và đồng đội là tấm gương rất tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ tính mạng nhân dân, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dặn dò hai con của liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai cháu tiếp tục thay bố, trở thành chỗ dựa cho gia đình, động viên bà, động viên mẹ, noi gương bố, học tập tốt, phát huy truyền thống rất đáng tự hào của gia đình. Nếu các con muốn theo con đường và sự nghiệp của bố thì trước tiên phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết. Chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình liệt sĩ, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sự hy sinh anh dũng của Đại úy Nguyễn Đăng Nhân và đồng đội một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng vì dân phục vụ của lực lượng công an xã nói riêng, lực lượng công an nhân dân nói chung. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khi làm nhiệm vụ. Tại gia đình hai liệt sĩ Thiếu tá Trần Quốc Thắng và Đại úy Hà Tuấn Anh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sự hy sinh của hai đồng chí và đồng đội là mất mát rất lớn đối với gia đình, đối với lực lượng công an. Nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân không bao giờ quản ngại. Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, lực lượng công an nhân dân, đồng đội của hai đồng chí sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình. Tấm gương hy sinh dũng cảm của hai đồng chí cùng các đồng đội, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao. Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho nhân thân hai liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung và Thiếu tá Trần Quốc Thắng. Trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho nhân thân các liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh. Trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương. Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu. Quỹ thiện tâm của tập đoàn VinGroup cũng hỗ trợ nhân thân cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh số tiền 500 triệu đồng trên một gia đình. Vụ tấn công trụ sở công an các xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào ngày 11 tháng 6 vừa qua đã khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi manh động của nhóm tội phạm. Bên cạnh việc phá hoại tài sản của nhà nước, cá nhân, chúng đã tàn độc cướp đi sinh mạng của 4 cán bộ, chiến sĩ công an, 2 lãnh đạo xã và 3 người dân vô tội, để lại nỗi xót thương vô hạn cho những người ở lại. Căn nhà của liệt sĩ Thiếu tá Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, cán bộ công an xã Ea Tiêu, nằm sâu trong con ngõ ngoằn nghèo thuộc đội 5, thôn 18, xã Ea Ktur. Căn nhà xuống cấp lâu năm, phòng khách chật hẹp chỉ để vừa chiếc quan tài của Thiếu tá Thắng. Đêm 11 tháng 6, trong khi thực hiện nhiệm vụ trực gác cùng đồng đội tại trụ sở công an xã Ea Tiêu, một nhóm đối tượng bất ngờ dùng súng, bơm xăng tấn công, khiến anh cùng đồng đội hy sinh. Trong mắt người thân, bạn bè, đồng nghiệp, Thiếu tá Thắng hiền lành, ít nói. Anh mồ côi cha từ năm lên 6, ngoài 30 tuổi anh vẫn chưa lập gia đình và hiện đang chăm sóc mẹ già thường xuyên đau ốm. Buổi chiều tiễn Thiếu tá Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng trăm đồng đội, người thân, xóm giềng đã tề tựu bên anh. Ngồi bên di quan của con trai, bà Trần Thị Hòa sinh năm 1960 như chết lặng. Người phụ nữ ấy vẫn không tin nổi việc trở thành mẹ liệt sĩ ngay trong thời bình. Giây phút đón nhận bằng tổ quốc ghi công của con trai mình, mẹ anh khóc ngất, đứng không vững phải có người dìu đỡ. Tiếng khóc thương của người mẹ cất lên khiến cả tang lễ ai cũng không khỏi xót xa, đau đớn. Cũng như Thiếu tá Thắng, hoàn cảnh gia đình Thiếu tá Hoàng Trung sinh năm 1981, cán bộ công an xã Ea Ktur cũng hết sức khó khăn. Trong căn nhà cấp 4 nằm cuối con hẻm nhỏ của phường Tân Hòa, thành phố Buôn Mê Thuột, rất đông người thân, bạn bè, đồng đội đã đến từ sáng sớm để tiễn anh về đất mẹ. Liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung cùng vợ là chị Trần Thị Sen, nguyên là cán bộ, nhân viên của trường văn hóa 3 Bộ Công an. Sau khi đơn vị tinh giảm, chị Sen được điều động về làm nhân viên nhà khách công an tỉnh Đắk Lắk, còn anh Trung được điều về làm công an xã Ea Ktur. Công tác xa nhà lại hay phải rực đêm để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân. Chị Sen tâm sự nỗi thương chồng nhân lên gấp bội bởi sau giờ làm việc, anh Trung cũng thay chị gánh vác việc nhà. Trước nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha của chị Phạm Thị Như Phương, vợ liệt sĩ đại úy Hà Tuấn Anh, sinh năm 1989, cán bộ công an xã Ea Tiêu, khó ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến chị Phương suy sụp. Bên cạnh chị là cô con gái hơn 3 tuổi liên tục quấy khóc. Đến hiện tại, chị vẫn không tin được chồng mình đã hy sinh. Nhận công tác tại công an xã Ea Tiêu chưa đầy một năm, nhưng đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện Cư Kuin, nên anh Tuấn Anh thường phải đi sớm về hôm. Công việc bận rộn, nên mỗi khi rảnh rỗi anh đều tranh thủ về nhà với gia đình. Trong số 4 liệt sĩ công an hy sinh trong vụ tấn công ngày 11 tháng 6 tại huyện Cư Kuin, đại úy Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, cán bộ công an xã Ea Ktur, có tuổi đời trẻ nhất. Những người quen biết Nhân, ai cũng khen chàng chiến sĩ công an trẻ hòa đồng, nhiệt huyết, luôn hết lòng với công việc được giao phó. Từ khi xảy ra sự việc thương tâm, bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ liệt sĩ Nhân không thể tin nổi. Đón nhận bằng Tổ quốc ghi công nhà nước trao tặng, bà cho hay, đau thương, mất mát này là quá lớn, nhưng gia đình luôn tự hào về con em của mình. Người đại úy trẻ đã hy sinh tuổi xuân, tính mạng để giữ gìn bình yên cho nhân dân, tổ quốc. Ngoài 4 liệt sĩ công an hy sinh trong khi thực hiện trực gác tại trụ sở công an xã, sự ra đi của liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Ktur cũng để lại niềm xót thương trong lòng người dân. Rạng sáng 11 tháng 6, nhận được tin báo nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh tấn công trụ sở công an xã thuộc địa bàn mình quản lý. Các anh lập tức lên đường đến hiện trường vụ việc. Không may trên đường đi, các anh đã bị nhóm đối tượng sát hại tàn độc. Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, hai trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công. Bà Tâm, 56 tuổi, nhà ngay góc ngã ba Việt Đức 2, xã Ea Ktur, đến giờ vẫn chưa hết run sợ khi kể lại khoảnh khắc chứng kiến nhóm người nguy hiểm ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu vào rạng sáng 11 tháng 6. Hiện tại, bà Tâm cùng chồng vẫn đóng cửa trong nhà bởi vẫn còn ám ảnh những chuyện xảy ra trước mắt. Bà Tâm cho biết, lúc đó hơn 1 giờ sáng, nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng, vợ chồng bà choàng tỉnh giấc. Chưa hết hoảng sợ, đến tiếng nổ thứ hai, vợ chồng bà mới chạy lên trước nhà xem chuyện gì đã xảy ra. Qua lớp cửa kính, vợ chồng bà Tâm thấy nhóm người vây quanh một chiếc ô tô, cách ngã ba Việt Đức 2 chừng 30 m, đèn ô tô vẫn sáng, đèn đường hắt vào, vợ chồng bà Tâm thấy rõ nhóm người mặc đồ rằn ri, cầm súng, dao, búa. Ở chỗ ghế lái có một người đàn ông nằm gục, nửa thân người lê dưới đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, vợ chồng bà Tâm run bần bật không dám gây tiếng động. Nghĩ là có vụ đánh nhau, bà Tâm gọi điện thoại cho em gái nhờ báo trưởng thôn gọi công an đến xử lý. Bà cho biết phải gần 10 phút sau, nhóm cả chục người kéo đi, nhưng vợ chồng bà vẫn không dám ra khỏi nhà xem người nằm gục trên xe có bị gì không. Gần nửa tiếng sau, thấy im ắng, vợ chồng bà Tâm mới dám mở cửa ra. Hàng xóm xung quanh cũng không ai dám đến gần chiếc xe ô tô và nạn nhân. Khi lực lượng chức năng đến khám hiện trường và mãi đến sáng, bà Tâm cùng hàng xóm mới biết chuyện nhóm người nguy hiểm tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân 2 xã. Còn người trong ô tô bị sát hại chính là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng. Bà cho biết nếu lúc đó vợ chồng bà mở cửa ra ngoài cũng khó mà toàn mạng. Nhóm người đó hung hãn vô cùng, cả đời bà chưa bao giờ chứng kiến cảnh tàn khốc đến như vậy. Nhiều ngày trôi qua, cả gia đình bà vẫn chưa hoàn hồn, ám ảnh, không ai dám bước ra khỏi nhà. Còn bà Hằng, 45 tuổi, chủ quán cà phê cách ngã ba Việt Đức 2 chừng 50 m, cũng tận mắt chứng kiến cảnh nhóm người trang bị vũ trang hung hãn thế nào. Bà cho biết nghe loạt súng nổ và ồn ào, bà đứng ở trong nhà nhìn ra thì thấy một nhóm người đi rầm rập, miệng la lối. Nhìn thấy hình dáng, trang phục của họ, bà đã hình dung chuyện xảy ra. Lúc đó bà rất run sợ, chỉ biết đứng trong quán nhìn ra, không dám phát ra tiếng động. Phải đến khi trời gần sáng, khi bình tĩnh, bà ra khỏi nhà thì mới hay Chủ tịch xã Ea Tiêu bị sát hại trong ô tô ngay ngã ba gần đó. Đến sáng 16 tháng 6, bà Danh, 51 tuổi, chủ tiệm điện Đức Bảo ở xã Ea Tiêu vẫn còn lộ vẻ hoang mang khi biết tin mình từng đối diện với kẻ nguy hiểm. Người bà danh giáp mặt nói chuyện chiều 11 tháng 6 được xác định là Y Timnie. Đối tượng bị bắt giữ trong chiều 11 tháng 6 và hình ảnh của đối tượng này sau đó lan truyền nhiều trên các trang mạng xã hội. Bà Danh kể, lúc đó khoảng 5 giờ chiều, vợ chồng bà đang ở tiệm thì một thanh niên đi chân trần, mặc quần rằn ri, áo thun đỏ bóng đá, đi vào phía trước. Do nghe thông tin lan truyền từ sáng, nhìn thấy bộ dạng của người thanh niên này, vợ chồng bà Danh đã sinh nghi. Bà cho biết, ban đầu, người thanh niên có hỏi mượn cục sạc điện thoại. Vợ chồng bà đã nghi nên nói không có. Gã thanh niên đưa cái điện thoại trong túi ra, nói là muốn bán. Mặc dù bà không nhìn là điện thoại của hãng nào, nhưng nói rõ là không mua. Bà Danh cho biết, lúc này gã thanh niên lớn tiếng nói xin 20.000 đổ xăng. Bà thấy dáng vẻ không bình thường khi người này đi bộ, ôm chai nước suối rỗng trên người, nên nói là con trai ôm tiền đi hết rồi. Với dụng ý đuổi người này đi nơi khác, anh ta sau đó lưỡng thững đi bộ xuống dưới chợ 19 tháng 8. Chừng gần 1 giờ sau, vợ chồng bà Danh nghe dân xung quanh chạy lên báo là người thanh niên dáng vẻ khả nghi đó bị bắt giữ vì tham gia vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân 2 xã. Từ thông tin báo chí đăng tải ngày hôm nay, bà mới biết người đó là Y Timnie, gã thanh niên bà vừa tiếp xúc trước đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!